Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác nhá. Xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Và tiếp tục clip ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến các bác về cái dòng loa bãi Bát 30, một dòng thương hiệu rất nổi tiếng của Đức, Eric. Thì ở đây thì Minh Vũ có hai model. Một loại là KF 12. Ở trong những clip trước thì Minh Vũ đã giới thiệu toàn thể các bác về cái model KF12, còn một model khác nữa. Model này tên là gì nhỉ? Đấy, quên tháo cũng chẳng. Cái model này thì cái tép của nó đây này, các bác nhìn này. Tép của nó là nó như JB luôn. Để xem model này. KV12 các bác nhá. Thì tương tự với lại cái model KF12, nó cũng đều sử dụng một loại bát như nhau, đều là bát nhập khẩu 100% của Đức. Đấy. Còn cái check này thì nó được sử dụng cho rất là nhiều những cái dòng loa thương hiệu như JB và rất là nhiều dòng loa khác. Thì ở đây nó cũng có ghi là mã là DH2408H, công suất là 40W, trở kháng 8 ohm. Có cả trang web của ấy luôn. Thì với cái model này nó cũng rất là mới các bác nhé. Cái lô này là lô xuất xưởng là 2017, tháng 7 năm 2017. Đấy, em nhìn chưa? Đấy, là ngay xuất xưởng của nó. Nhưng mà cái loa đi vào sử dụng hoạt động ấy, thì loa này em đánh giá là nó chỉ sử dụng chắc được vài tháng. Đó, còn rất là mới. Rất mới luôn. Các bác nhìn màng nó, màng tím ngắt luôn. Và dòng này rất là uy lực, mạnh mẽ. Tiếng bát đánh rất sâu, lực. Đó. Và check thì không thể chê được. Đấy, check của nó, hai dòng check nó đỉnh. Đây, con này con BMS của Đức này. Về giá tiền thì cũng như nhau thôi các bác nhé. Đó. Dòng check này cũng rất là gấu. Dòng check này công suất của nó là 60W các bác nhé. Nó mạnh hơn con chiếc neo 60W. Con này 40W. Mỗi một dòng chiếc thì đều có một cái chất âm hay riêng. Đó. Các bác nhìn cái loa này thì nó làm đẹp từ cái thùng nó đóng gỗ bạch dương, gỗ rất là dày. Và từ những con ốc của nó, các bác nhìn này. Đấy, từ những con ốc của nó nong đen, nong nước nó làm như thế này các bác. Nong đen trên, nong đen dưới. Chặt đấy, con này vừa em tháo bên trên cạnh. Thì tất cả loa về thì Minh Vũ đã cho kiểm tra tháo. Rất là to lặng, anh em nhìn này. Đéo quá đẹp luôn. Thì cái bát này ấy, thì có cái thì nó còn tem, có cái thì nó mất tem các bác nhé. Cái tem này thì nó không nói lên điều gì, quan trọng là cái bát nó còn zin đẹp. Đây. Có cái thì nó còn tem các bác nhé, có cái thì nó mất tem. Em nghĩ trong cái quá trình khi mà bên kia thợ người ta kiểm tra ấy, mình mua bên đấy thì em mua cái lô này thì đều phải trả thêm tiền để cho người ta kiểm tra từng cái bát, cái check một. Tại vì cái lô loa này nó quá là đẹp nên phải mua đắt hơn một chút để cho người ta kiểm tra cho kỹ. Nên nhiều khi người ta kiểm tra thì trong cái quá trình tem này nó sử dụng ấy thì nó bong, nó rơi ra là chuyện bình thường các bác nhé. Đây, phân tần của nó này. Phân tần dòng này thì cũng rất là gấu nhá. Con tần này có cái con KF12 bên trong bung bút này, các bác nhìn chỉ cần hơi một chút vàng này, hơi chút vàng này, thùng đóng gỗ bạch dương dày kinh khủng luôn, rất là dày nhé mọi người nhé. Anh em thấy hàng xịn thì chất lắm. Và với cái model này thì
Nó thiết kế thêm 4 cái lỗ thông hơi ở cái phần mặt bát này này. 4 lỗ. Có nhá, còn cái model này thì không có. Bát nó cũng như vậy thôi. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cả côn luôn. Các bạn, chúng ta có thể nhìn cả côn nữa. Và cái keo cổ côn thì nó cái keo màu cánh gián nhận đen, nó như cái dòng Phaeto ấy. Nắng soi và chúng ta nhìn thấy cả côn luôn. Cái loa này, cái bức tường nó làm rất là dày, thì khi mà đánh công suất lớn lên thì nó phải có những cái lỗ thoáng này, nó mới tản nhiệt được. Kể cả cái gân của nó nhé, gân vải tầm dầu các nhé, gân nó y như kiểu dòng Phaeto luôn. Cả cái ốp viền gân nữa này, ốp viền gân thì làm như JB, rất là đẹp. Bát rất lặng các bác nhé, côn 76, phân tần của con KV thì nó cũng như cái con KF thôi các bạn, không có khác gì như nhau. Bên trong thì loa rất ít khi sử dụng nên anh em nhìn này, bông nó chỉ có một chút gọi là hơi vàng vàng một chút đây này, hơi vàng một chút, còn đâu gần như trắng tinh, rất là mới. Và đây anh em nhìn, nó dưỡng cả phần trong nữa, phần ngoài luôn, anh em thấy chưa, sờ tay đây vẫn dính này, còn rất là mới luôn. Ở với mức giá là 11.800.000 một đôi. Đây mặt e-căng của cái con KV12 nhé, rất đẹp, đẹp lắm. Bên trong là một lớp cước chắn bụi. Đây là cái con KF12. Loa này thì em bao hay các bác nhé, hay lắm. Bao gì xịn trọn đời luôn. Dòng này thì là model cao cấp nhất của Eric rồi. Model cao cấp nhất của Eric. Đấy. Và nó được sử dụng bass jack như thế này thì thực sự là rất là đỉnh. Rất đỉnh luôn, hay. Năm nay thì cái mức giá loa, tất cả cái mặt hàng về âm thanh đều có mức giá rất là rẻ, giá tốt. Bình thường những cái năm trước thì những cái đôi loa như thế này thì mức giá toàn trên 13-14 triệu, chứ không có mức giá gọi là hơn 11 triệu đâu các bác nhé. Rồi, clip này thì Minh Vũ xin được phép kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bác đừng quên nhấn đăng ký follow kênh để cập nhật những sản phẩm mới bên em về. Rồi, xin chào tất cả các bác nhé.